Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Về Tây Phương có A Di Đà, ở cõi đây có Phật Thích Ca. Phật hai nước phát tâm là độ dân chúng nơi ta bà. Về bên cõi A Di Đà, cạnh quang cõi A Di Đà, ngọc lưu ly xây hành lang, dùng châu lưới bao quanh nhà, hàng cây bao sung la đà, đường đi cùng chân châu ngà. Nam
nghe. Phan Lương ông trưởng đâu, ông trưởng
về hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Giáp tiền liên hạ thiên thủ ân bao đức nghệ. Nguyện quốc kỳ anh, nguyện quốc kỳ khánh đồng, nghĩa ra dương ý môi, nghĩa
Thank you.
không có nhiệm vụ đi thế nào thì là Thank you.
thương an hương. Lành cho hàng thịnh vượng gia đình.
non gặp hồi đầu ca thay con trong này tâm thành bái tạ cho tiên linh giáng hạ linh sàng à chiêu yêu bật theo hàng anh linh phù hộ đèn nhang không thần cầu tổ tiên anh linh giang cách bảo từ tôn xuân vĩnh thọ trường hôm nay từng trước linh sàng khấu đầu bái tạ nhờ ơn ta cường thành cúng cung bái tứ bái thầy bùng bái bên thân hỏi chủ nghẹn ngào hôm nay đoàn chi hội cựu chiến binh chi hội phụ nữ
chi hội nông dân cùng các gia đình ở tổ dân phố Mễ Nội, phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý nhận được tin buồn, tin cổ không còn nữa. Nén hương thơm vòng hoa tươi mang nghĩa đàn Bình Châu, đoàn đã trở về đây chính chứng hương hồn cụ và chia buồn cùng toàn thể tăng gia để tưởng nhớ tới cụ. Xin kính mời các quý đoàn hãy dành phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Thời phút tưởng niệm đã trôi qua, thay đời gia đình tan quyến ban lễ tang xin đa tạ cảm ơn. Tiếp theo là phần lễ viếng của gia đình các cháu Thúy Thủy là thông gia với ông bà Thành Phương con cổ hù nay ở Quỳnh Chân Nam Hà, nay vào kính viếng hương hồn cụ. Cổ ơi, gia đình chúng con với ông bà Thành Phương con cổ hù là nghĩa tình thông gia vô cùng thắm thiết. Hôm nay từ Quỳnh Chân Nam Hà về đây chúng con kính cổ tuần hương, cất tay bái tạ chia buồn toàn gia. Vâng, thay đời gia đình tăng quyến ban lễ tăng xin ta tạ cảm ơn. Tiếp theo là phần đề bà xin trân trọng kính mời. Vâng, vô cùng xúc động hôm nay các em con bà A ở đường ấm nhận được tin buồn, tin cụ không còn nữa. Bé hương thơm với nghĩa tình làm chồng đã phải kính viếng và chia buồn cùng toàn thể tăng gia. Gia đình tăng quyến ban lễ tăng xin chuyển lời cảm tạ thông gia nhà ông Quảng Nhung con cổ cụ ở tình trạng nay vào kính viếng hương hồn cụ, xin trân trọng kính mời. Và kính mời gia đình bà Hồng Vinh cùng các con cháu là thông gia với ông bà Quảng Nhung con trai con dâu cổ cụ nay vào kính viếng hương hồn cụ. Cụ ơi, gia đình chúng con với ông bà Quảng Nhung con trai con dâu của cụ là nghĩa tình thông gia vô cùng thắm thiết. Hôm nay nhận tin cụ vĩnh biệt đi xa, chiều nay về đây kính cẩn dâng cụ thuần hương, chắp tay bái tạ chia buồn toàn gia. Vâng, phát triển quý đất thành phố Phủ Lý, đoạn do Nguyễn Hữu Thọ giám đốc làm trưởng đoàn nay vào dân hương dân hoa kính viếng hương hồn cụ, xin trân trọng kính mời. Hôm nay đoàn trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Phủ Lý nhận được tin buồn, tin cũ không còn nữa. Nén hương thơm vòng hoa tươi mang nghĩa nặng tình sâu, đoàn đã trở về đây kính viếng hương hồn cụ và chia buồn cùng toàn thể tăng gia. Đoàn do ông Nguyễn Hữu Thọ giám đốc làm trưởng đoàn để tưởng nhớ tới cụ, xin kính mời đoàn dành phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Phút tưởng niệm đã trôi qua, thay đời gia đình tăng quyến ban lễ tang xin chuyển lời cảm tạ. Sau phần lễ viếng kính mời quý đoàn trở lại phía bàn trà mời nước. Vâng, thiệu và kính mời các bạn của Lâm nay vào kính viếng hương hồn bà, xin trân trọng kính mời. Bà ơi, chúng cháu với Lâm nhà ta là nghĩa bạn tình thân, nghe tin bà mất chúng cháu muôn phần tiếc thương. Vâng, thay lời gia đình tam tuyến ban lễ tang xin đa tạ cảm ơn. Và cháu Vân ở đình trạng nay vào kính viếng hương hồn cụ, xin trân trọng kính mời. Cụ ơi, quê hương đình trạng nặng nghĩa nặng tình, sao cụ nỡ vội lãnh mình đi xa. Chiều nay chúng cháu về đây đứng trước minh sàng, hương thơm kính cụ mà muôn vàng tiếc thương. Hà Vinh, Thanh, Điệp, Hòa, Thắng, Xuân, Thủy, Mai ở tình trạng Nam Hà nay vào kính viếng hương hồn cụ, xin trân trọng kính mời. Cụ ơi, quê hương đình trạng Nam Hà cụ ơi, nghe tin vụ mất mà bồi hồi tiếc thương. Chiều nay chúng cháu về đây giọt nẻ thương rơi, hương hạt đầu tư xây dựng vận tải Hà Anh nay vào kính viếng hương hồn cụ. Một vô cùng xúc động hôm nay thể tăng đa Cường Ánh chú dân Huy ở Mễ Nội Niêm Chính nay vào kính viếng hương hồn cụ, xin trân trọng kính mời. Vâng, thay đời gia đình tam quyến ban
tàn, hương thơm kính cụ mà muôn vàn tiếc thương. Vâng, thay lời gia đình Tam Quyến, ban lễ tang xin chuyển lời cảm tạ. Vui vẻ trong tuổi già, một sống vui vẻ cùng con cháu,
họ hàng bên nội, bên ngoại, bà con xóm làng thăm hỏi động viên. Do vậy cụ đã sống vui khỏe cùng các con các cháu họ hàng xóm làng, nhất là trong lúc tuổi cao sức yếu, chống đỡ được bệnh tật. Thời tiết khắc nghiệt, cụ đã được các y bác sĩ, các cô cháu hết lòng chăm sóc. Sau tuổi cao sức yếu, cụ không qua khỏi, cụ đã từ trần vào hồi 7:15 ngày 5/6/2024, tức ngày 29/4 âm lịch năm Quý Mão, cũng hưởng thọ 98 tuổi. Chúng tôi các con cháu họ Vũ tộc thứ hai được tin qua đời vô cùng đau xót và thương tiếc. Cụ người bà người cô rất hiền lành và kính mến, cụ đã ra đi để lại một tình cảm sâu nặng với bà con hàng xóm thuộc chi hai họ Vũ tộc chúng tôi. Giờ đây bà con anh em chúng tôi đến đây với tấm lòng vô cùng thương tiếc, có nến hương thơm, có vòng hoa tươi kính viếng cụ và cầu chúc cho cụ về cõi vĩnh hằng an nghỉ rất là thu. Cùng với tổ tiên để tưởng nhớ tới cụ, tất cả anh em con cháu dòng tộc chi hai họ Vũ chúng ta hãy để một phút mặc niệm bắt đầu. Bạn của tôi nhận được tin buồn, tin cụ không còn nữa, nén hương thơm với tình nghĩa làm chồng, đã về kính viếng và chia buồn cùng toàn thể tam gia. Hà Nam, cơ quan của cháu Dũng, đoàn do đồng chí Trần Thanh Toàn, phó giám đốc, phụ trách làm trưởng đoàn, nay vào dâng hương dâng hoa, kính viếng hương hồn cụ, xin trân trọng kính mời. Mừng vô cùng xúc động nghẹn ngào hôm nay, đoàn văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Hà Nam, nơi mà cháu Dũng của cụ đang công tác và sinh sống, đoàn do đồng chí Trần Thanh Toàn phó giám đốc phụ trách làm trưởng đoàn đã dẫn đoàn về kính viếng hương hồn cụ và chia buồn cùng toàn thể tam gia. Vâng, để tưởng nhớ tới cụ, xin kính mời đoàn dành phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Ngồi phút tưởng niệm đã trôi qua, thay lời gia đình tan thuyến, ban lễ tang xin chuyển lời cảm tạ. Sau phần lễ viếng, kính mời đoàn văn phòng đăng ký đất đai trở về bàn mời nước. Gia đình tang quyến xin được nói lời cảm tạ. Lượng, phường Thanh Châu, nay vào kính viếng hương hồn cụ, xin trân trọng kính mời. Tôi vô cùng xúc động nghẹn ngào hôm nay, hội niên gia phố Trương Minh Lượng ở Thanh Châu nhận được tin buồn, tin cụ không còn nữa. Lễ hương thơm vòng hoa tươi mang nghĩa nặng tình sâu, hội đã trở về đây kính viếng hương hồn cụ và chia buồn cùng toàn thể tam gia. Để tỏ lòng thương tiếc cụ, xin kính mời hội niên gia phố Trương Minh Ngược Thanh Châu dành phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm xin được bắt đầu. Hồi phút tưởng niệm đã trôi qua, vô cùng xúc động, thay lời gia đình tam quyến, ban lễ tang chúng tôi xin chuyển lời cảm tạ. Sau phần lễ viếng, kính mời hội niên gia phố Trương Minh Lượng ở Thanh Châu trở lại phía bàn trà mời nước. Gia đình tam quyến xin được nói lời cảm tạ. Bâng bâng nỗi nhớ, chúng con đi gọi đi tìm mẹ ơi, mẹ ăn mẹ ở nơi nào,
mà bàn bạc niềm tin. Mẹ ơi thương mẹ, chúng con biết làm sao bây giờ. Mẹ ơi nghẹn ngào, con trai con dâu đâm anh cùng các cháu bỏ mẹ. Chúng con gửi vào tiếng ghẹn tiếng trống để cho con khóc mẹ, cho chọn nghĩa chọn tình mẹ ơi. Đau lòng mà chúng con nắm má mẹ ơi, sao mẹ đỡ bội mò chúng con trên đời. Vâng dấu bà nội trước bàn vong cụ, xin kính cẩn
tiễn biệt cụ về quy ẩn nơi vĩnh hằng yên đất Hoàn Thu để tưởng nhớ ước cụ. Dành một phút mặc niệm, phút mặc niệm được bắt đầu. Vâng, phút tưởng niệm đã trôi qua, vô cùng xúc động nghẹn ngào, thay đời gia đình than quyến. Ban nghệ tăng xin đa tạ cảm ơn đoàn cán bộ và nhân dân tổ dân phố số 1 phường Quang Trung. Sau phần lễ viếng kính mời đoàn trở về bàn mời chầu mời nước, gia đình đang quyến xin được nói lời cảm tạ. Binh liệt sĩ quê hương Bình Tràng nay vào kính ngưỡng với hồn cụ, xin trân trọng kính mời. Nở hoa độc lập, được kết quả tự do như ngày hôm nay cũng là có công phần nhỏ bé của cụ đã sinh ra liệt sĩ anh dũng hy sinh trong chiến trường miền Nam chống Mỹ cứu nước, để rồi hôm nay tổ thương binh liệt sĩ Đình Tràng về đây kính nhớ với hồn cụ để tưởng nhớ tới cụ, xin kính mời đoàn dành phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm xin được bắt đầu. Thôi phút tưởng niệm đã trôi qua, tình tan quyến xin được nói lời tạ tạ. Quê hương của cụ nay trở vào phòng tang kính viếng hương hồn cụ. Kính thưa hương hồn bà Bùi Thị Ái, kính thưa gia đình, vĩnh biệt cõi đời bà không còn nữa. Trước giờ phút kính viếng này, toàn họ chân thành chia sẻ nỗi đau thương tan tóc với gia đình, kính cẩn dâng tuần nam thân đã tiệm bà cùng đôi câu đối kính đến bà để tỏ lòng của dòng họ. 98 tuổi nghĩa tình trọn vẹn, việc nước việc phường việc nhà việc họ hoàn thành thanh thản mỉm cười về cõi Phật. Thiên thu vĩnh biệt để tiếc để thương để đau để nhớ cho con cháu họ hàng và các vụ để tồn sinh mãi mãi. Chúc bà được khỏi vĩnh hằng về chốn cửu kiền vui mừng nay tiên cảnh cùng tiên tổ sáng mãi tâm linh. Xin kính biệt bà một phút tưởng niệm bà bắt đầu. Xin chuyển lời tạ tạ tới họ Bùi Vương Tổ. Hôm nay vì nghĩa tử đã nghĩa tận, đã bớt chút thời gian mà ở tổ mình của gia đình mình mà không gặp phải đường xá, cũng như nhất là thời tiết khắc nghiệt mưa gió này. Nhưng vì nghĩa tử đã nghĩa tận, vì cụ là người con yêu dấu của quê hương Vương Tổ, đoạn dòng họ Bùi đã trở về đây kính nhớ với hồn cụ và chiêu buồn cùng toàn thể tham gia. Chúng tôi ban lễ tang chỉ biết cúi đầu nếu chắc thật cả tà là lần cảm ơn tới đoàn dòng họ Bùi. Sau phần lễ viếng kính mời đoàn trở lại bàn mời nước. Tiếp theo ban lễ tang xin trân trọng giới thiệu hội đồng đội D14FE55F341 có tổng nhãn thương bảo hoa tươi về kính với hương hồn cụ, xin trân trọng kính mời. Kính thưa tăng chủ, được tin cụ Bùi Thường Lớp, anh em chúng tôi hội đồng đội thuộc sư đoàn 31 là cá nhân các anh em có lễ vòng hoa hương nghiến để hương dưỡng cụ về hướng anh chủ nghỉ cuối cùng. Xin thay mặt cho toàn thể anh em bắt đầu. Kính thưa hương hồn cụ bà Bùi Thị Ái kính mến, thưa gia đình tăng cúng tăng gia, kính thưa các cụ cao niên,
Kính thưa các quý vị đại biểu, đại diện cho các ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, ban tổ chức tang lễ, bà con lối xóm dân bang hiện diện nơi buổi tang lễ hôm nay. Thật là công cha bóng núi âm thầm, nhớ mẹ lặng lẽ nước sông đầu buồn. Chúng tôi đoàn cái đầu thuộc trung tâm dịch vụ tang lễ Hoàng Lý được gia đình cho biết tin buồn. Cụ bà Bùi Thị Thái là hội viên hội người cao tuổi, một cây đại đại thụ của bà con lối xóm, một thành viên kính mến của gia đình. Nay 250 quá cố về quán vĩnh hằng quy tiên nơi cửa Phật. Một tổn thất vô cùng lớn lao, nỗi đau thương thật là vô hạn, không gì bù đắp được. Cổ nhân xưa có câu, sinh đồng cư tử đồng tang. Đoàn cái đồng chúng tôi về đây để cùng với gia quyến tang gia, bà con thân bằng quyến thuộc trang trọng tổ chức buổi lễ vi quan và tiễn đưa thi hài cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong giờ phút mất mát thương đau này, chúng tôi xin gửi đến đại gia tăng sự đồng cảm, nỗi xót thương bằng lời chia sâu sắc nhất. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Tây phương cực lạc cõi ngài họ Vương, hoa sen chín phẩm biểu dương, lầu châu các ngọc lót đường pha lê. Di Đà Thánh Mẫu đề huệ, nguyện nhờ họ thí rước về tòa sen. Đứng trước linh vị của hiển mẫu chân linh, đoàn cái đồng chúng tôi xin được kết hợp cùng gia đình để cầu cùng giáo chủ quái cực lạc Tây phương qua nhạc phẩm được mang tên lạy Phật Quan Âm, cầu phong linh phù hộ cháu con, cầu thần Phật độ trì cho vong hồn được siêu thoát. Vậy mà giờ đây đã trở thành dấu ấn
ước ngọt ngăn cách cái cuộc sống thực tế. Để rồi từ đây tấm lòng bao dung, sự chỉ bảo ân cần, tình thương yêu vô bờ bến của mẹ, hay những việc làm hiếu thảo phụng dưỡng đấng sinh thành của các con các cháu đã trở thành nỗi khát khao, niềm ao ước không bao giờ có được. Thật là một đời mẹ để yêu con, lời ru êm ả do tròn khó mưa, đường đời muôn nẻo mẹ đưa, thương con tình cảm từ xưa vẫn đầy. Nhạc phẩm lòng mẹ để cháu con ghi nhớ, chữ cù lao dưỡng dục lo đền đáp, những sinh thành xin các ước ghi tâm. Đã thống nhất với gia đình sẽ làm lễ truy điệu cụ bà ngay tại gia đình, sau đó linh cứu của cụ sẽ được đi hỏa táng tại hóa thân hoàn vũ Thanh Bình tỉnh Nam Định, và đến đầu giờ chiều sẽ an táng tại nghĩa trang nhân dân tổ dân phố Linh Tràng. Vậy một lần nữa trân trọng kính mời toàn thể cán bộ nhân dân, hội viên ở các đoàn thể chính trị xã hội như chi hội người cao tuổi, chi hội cựu chiến binh, chi hội phụ nữ, chi hội nông dân, ban giám mặt trận của thành phố và hội quy của thành phố, chúng ta tập trung trước phòng ra để chúng tôi sẽ vào làm tổ chức lễ viếng và trân trọng thông báo và kính mời. Vâng, để tiếp theo chương trình lễ tang, ban lễ tang và gia đình xin trân trọng giới thiệu và kính mời
đoàn cán bộ và nhân dân tổ dân phố, chi hội cựu chiến binh, chi hội phụ nữ, chi hội nông dân, chi hội người cao tuổi và hội quy đoàn do ông Trương Mạnh Hùng, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố Đình Trạng làm trưởng đoàn, nay dẫn đoàn vào trước phòng tang kính viếng hương hồn người công dân ưu tú của mình. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa ban tổ chức lễ tang, kính thưa gia đình giáo chủ, kính thưa hương hồn cụ bà Vũ Thị Ái, cán bộ nhân dân tổ dân phố cùng các bạn bè chính trị xã hội của thành phố nhận được lấy bóng tay và tin buồn của trưởng nam với các bạn của các con các cháu trong gia đình báo tin buồn có mẹ bà phụ và phụ bà Vũ Thị Ái sinh năm 1927 quê quán thôn Lương Cổ, nay là tổ dân phố Lương Cổ phường Lam Hạ, số quán tổ dân phố Đình Trạng phường Lam Hạ thành phố Huế tỉnh Hà Nam. Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù cụ đã được gia đình cùng các cháu nội họ ngoại và tập thể các y bác sĩ hết lòng tận tình chăm sóc cứu chữa, nhưng song do tuổi cao sức yếu bệnh trọng, cụ đã không qua khỏi và từ trần vào hồi 7:15 ngày 5/6/2024, tức ngày 29/4 năm Giáp Thìn, tuổi thọ 98 tuổi. Dần đây trước linh tiếu phục vụ nhân dân tổ dân phố Đình Tràng cùng các đoàn thể, những chi hội người cao tuổi, chi hội cựu chiến binh, chi hội phụ nữ, chi hội nông dân, hội quy của tổ dân phố và ban công tác mặt trận tổ dân phố Đình Tràng có vòng hoa tươi, nén nhang thơm đến chia buồn cùng với gia đình và tiễn biệt cụ về nơi an nghỉ cuối cùng yên giấc hoàn thu, và xin hướng cụ cán bộ nhân dân tổ dân phố Đình Tràng cùng các đoàn thể chính trị xã hội trong tổ dân phố luôn luôn đoàn kết thống nhất, quyết tâm xây dựng quê hương Đình Tràng ngày càng đổi mới và phát triển để tỏ lòng thành kính và tưởng nhớ những ngày cụ Bùi Thị Ái còn sống, lao động sản xuất trên quê hương Đình Tràng. Tôi đề nghị toàn thể cán bộ nhân dân và hội viên ở các đoàn thể và những người có mặt ở đây chân thành một phút tưởng niệm chính cụ. Phút tưởng niệm bắt đầu. Mời toàn đoàn đã lên thắp hương tập hợp. Và chân thành cảm ơn toàn thể nhân dân và mọi viên đoàn thể chúng ta đã làm nên những cụ bà. Bản trị liệu cụ bà Bùi Thị Ái bắt đầu. Kính thưa hương hồn cụ bà Bùi Thị Ái, kính thưa ban tổ chức tang, kính thưa gia đình các chủ, ban tổ chức tang tôi nhận được giấy báo tang và tin buồn của trưởng nam với văn quản cùng các con các cháu trong gia đình báo tin buồn mẹ bà cô là cụ bà Bùi Thị Ái sinh năm 1927 quê quán thôn Lương Cổ, nay là tổ dân phố Lương Cổ phường Lam Hạ, trung quán tổ dân phố Đình Tràng phường Lam Hạ thành phố Huế tỉnh Hà Nam. Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù cụ đã được gia đình cùng các con các cháu bên nội bên ngoại và tập thể các y bác sĩ hết lòng tận tình chăm sóc cứu chữa, nhưng sau do tuổi cao suy yếu bệnh trọng, cụ đã không qua khỏi và từ trần vào hồi 7:15 ngày 5/6/2024, tức ngày 29/4 năm Giáp Thìn, tuổi thọ 98 tuổi. Từ đây trước linh tiếu của cụ, Ủy ban nhân dân phường Lam Hạ, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc Lam Hạ,
ngày 16 tháng 6 năm 2024, thư chia buồn được tên cụ bà Bùi Thị Hái, sinh năm 1927, địa chỉ tổ dân phố Tràng, Tuấn Mạng, thành phố Đồng Lý, tỉnh Hà Nam, đã từ trần vào hồi 7:15 ngày 5 tháng 6 năm 2024. Ủy ban nhân phường Nam Mạc, thành phố Đồng Lý, tỉnh Hà Nam gửi lời chia buồn sâu sắc tới toàn thể gia đình, mong gia đình nén đau thương sớm ổn định cuộc sống. Thay mặt Ủy ban nhân phường Nam Mạc, Ủy ban chủ tịch, Phó chủ tịch Phạm Trung Kiên, tiếp theo chương trình, thay mặt ban tổ chức lễ tang, trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Lợi, trưởng ban công tác mặt trận của tổ dân phố, lên làm lễ truy điệu cùng bà Bùi Thị Hái. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa các vị đại diện cho chi bộ, lãnh đạo tổ dân phố, các vị đại diện cho các ban ngành đoàn thể cùng toàn thể nhân dân, thưa hương hồn của bà Bùi Thị Hái, kính thưa gia đình tan chủ cùng họ nội, họ ngoại, các gia đình thông gia, liên gia với phụ và các con của phụ. Bạn thân bằng cố hữu gần xa, ban tang lễ cùng cán bộ và nhân dân tổ dân phố Đình Tràng nhận được giấy báo tang của gia đình các con cháu báo tin buồn có mẹ bà là cụ Bùi Thị Hái. Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù cũng đã được gia đình các con, các cháu, họ nội, họ ngoại cùng các y bác sĩ rất tận tình chăm sóc và cứu chữa, nhưng do cụ tuổi cao sức yếu không sao cứu chữa nổi và cụ đã từ trần vào hồi 7:15 ngày 5 tháng 6 năm 2024, tức ngày 29 tháng 4 năm Giáp Thìn, cụ hưởng thọ 98 tuổi. Nhận được tin buồn này, ban tang lễ cùng cán bộ và nhân dân tổ dân phố Đình Tràng vô cùng thương tiếc. Thay mặt ban tang lễ cùng cán bộ và nhân dân, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến toàn thể gia quyến, họ nội, họ ngoại của cụ. Kính thưa các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, cụ bà Bùi Thị Hái sinh năm 1927 tại tổ dân phố Hoàng Lương, phường Nam Hạ, trú quán tổ dân phố Đình Tràng, phường Nam Hạ. Cụ sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân dưới chế độ của thực dân phong kiến, nên cuộc sống của gia đình cụ cùng toàn thể nhân dân lúc bấy giờ còn gặp rất nhiều khó khăn gian khổ, cơm chưa đủ no, áo chưa đủ ấm, bởi trong cảnh nước mất nhà tan, nhưng cụ bà Bùi Thị Hái vẫn được mái ấm gia đình, bố mẹ nuôi dạy, anh chị em cùng họ lớn tôn trưởng thành. Mới ở vào lứa tuổi thiếu niên, cụ đã tích cực hăng say lao động sản xuất, cày thuê bốc mướn để thêm phần thu nhập, giúp đỡ gia đình bố mẹ để bớt đi phần nào nỗi vất vả của cuộc sống đời thường. Trong cuộc sống gia đình riêng, cụ đã cùng với cụ ông chăm lo vun đắp xây dựng hạnh phúc trăm năm. Mặc dù trong cuộc sống gia đình riêng còn gặp rất nhiều khó khăn gian khổ, nỗi lo bữa đói tắt lửa tối đèn có nhau, hai cụ lâm nghiêu quý trọng tình hạt ngũ bắp ngô củ khoai, và hai cụ cũng đã sinh thành được 8 người con. Năm con trai, 3 con gái mà cụ đã hết lòng thương yêu các con, các cháu trong năm tháng đêm đông ra lạnh, chúc ướt mẹ nằm, chúc cô con ngủ, nhường cơm, xẻ áo, nuôi dạy, ăn học với con trưởng thành, trai lớn hỏi vợ, gái lớn cả chồng. Và cho đến nay, con trai, con dâu, con gái, con rể cũng đã có 15 người con, cháu nội, cháu ngoại, cháu dâu, cháu rể, thất nội, thất ngoại cũng đã có 71 cháu. Trong những năm đất nước còn chiến tranh chia cắt hai miền Nam Bắc, cụ đã cùng với cụ ông động viên các con hăng hái lên đường đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc. Con của cụ đã có người anh dũng hy sinh trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, có người đã để lại một phần xương máu trên chiến trường miền Nam. Những công lao đóng góp của gia đình cụ, các con của cụ đã góp phần vào trong công cuộc đấu tranh của dân tộc ta thống nhất đất nước, giải phóng vào năm 1975. Gia đình cụ đã được cả nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý bằng tổ quốc ghi công. Trong đất sống hàng ngày, đối nhân xử thế ở cụ từ
từ trong gia đình đến hòa tộc và con nối phố, phụ luôn sống có trước có sau, tính trên nhường dưới, luôn giữ được đạo lý làm người, và cũng đã nhận lại được sự tôn trọng và kính yêu. Phụ Thái ơi, công cha nghĩa mẹ mà suốt đời đạo làm con làm cháu phải ghi nhận. Các con, các cháu của cụ nay cũng đã trưởng thành và vững vàng trong cuộc sống, cũng đã có bác ăn, bác để, vững phục dưỡng ông bà, bố mẹ để thêm tuổi thọ. Nói vậy thôi nhưng thật là khó, mẹ già đi suối dính cây, lá xanh, lá vàng rồi cũng có lúc tươi rụng, sinh ra làm người rồi cũng có lúc về nơi suối vàng. Có lẽ vậy, thôi từ nay, bữa cơm hàng ngày trong gia đình, các con đã vĩnh viễn vắng bóng người mẹ già, các cháu cắt sắt cũng đã vĩnh viễn vắng bóng người bà, người cụ, thật đau buồn, nhẹ nhàng vô tận, não lục thay, con ở mẹ đi, để nơi tâm đá cơ thiên vũ tầm. Bởi ra hôm nay cũng chỉ còn ít phút nữa thôi, họ nội, họ ngoại sẽ vĩnh viễn mất đi một người em, một người chị, một người bác, một người bà, một người cụ. Chi hội người cao tuổi, chi hội phụ nữ, chi hội nông dân, tổ thương binh liệt sĩ, tổ dân phố đình tràng cũng sẽ vĩnh viễn mất đi một hội viên mẫu mực luôn tích cực tham gia đóng góp xây dựng hội và tích cực tham gia đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi của quê hương. Cán bộ và nhân dân tổ dân phố đình tràng cũng sẽ vĩnh viễn mất đi một người công dân tốt, một người phụ nữ trung hậu đảm đang luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, hiến pháp, pháp luật của nhà nước và các quy định tại địa phương. Nhưng chúng tôi cũng tin tưởng rằng với con người ở cụ cần cù chỉ có đức tính sống hiền lành giản dị, tính trên nhường dưới ở cụ sẽ mãi mãi không mất đi, mà các con, các cháu, họ tộc cùng toàn thể cán bộ, nhân dân tổ dân phố đình tràng chúng tôi sẽ mãi mãi ghi nhận và học tập. Thôi cũng hái ơi, làm người thật là khó, sinh từ có kỳ, tử bất kỳ, sinh tử nó cũng là nét thường của tạo hóa. Đâu ai có thể biết mình sẽ sống được bao nhiêu tuổi, bao nhiêu thập kỷ. Nay cụ cũng ở vào tuổi cạn thọ 98 tuổi rồi cụ ạ. Ở vào cái tuổi cũng xưa nay không có. Cũng đến giờ cụ đã được thảnh thơi để chia tay với các con, các cháu, chia tay với họ tộc, chia tay với mọi người, về với tổ tiên, về nơi chín suối để hưởng lạc cuộc sống vô lo vô nghĩ nơi đất Phật cảnh tiên. Thật là hơn một giờ cũng đi, kém một giờ không ở, mọi công việc hàng ngày trên trần gian cũng đã giao lại cho các con, các cháu, cho họ đội, họ ngoại, cho tổ phố đình tràng chúng tôi cũng an tâm yên nghỉ trên mảnh đất quê hương thứ hai mà cũng đã bao năm gắn bó. Thôi cụ Thái ơi, hôm nay đã là ngày mùng 1 tháng 5 của năm Giáp Thìn, là những ngày đầu của tháng giữa mùa hè nóng bức oi ả, dần sẽ qua đi, hè qua thu tới rồi mùa hè lại về. Đây nó là những quy luật của tự nhiên, nhưng với con người, sự ra đi của cụ ngày hôm nay sẽ vĩnh viễn không ngày gặp lại con cháu, họ nội, họ ngoại, quý khách gần xa, các gia đình thông gia liên gia và con nuôi phố cũng chỉ còn biết đạn lệ đau buồn sâu sắc trước vong linh của cụ. Và trước vong linh của cụ ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin hứa với cụ, cán bộ và nhân dân tổ dân phố đình tràng sẽ luôn đoàn kết một lòng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu mà đội đảng các cấp đã đề ra, để xứng đáng với truyền thống cách mạng của gia đình cụ, xứng đáng với truyền thống cách mạng của quê hương đình tràng Nam Hạ anh hùng. Thôi cụ Thái ơi, trước giờ phút đau thương chia đi vĩnh biệt này, chúng tôi không biết nói gì hơn. Trước linh cứu hương thương quái quả giọt lệ rơi đã tẩm tã hai hàng, xin kính chúc cụ về nơi vĩnh hằng an nghỉ yên giấc ngàn thu, để tưởng nhớ đến cụ lúc còn sống lao động học tập sinh hoạt cùng với cán bộ và nhân dân tổ dân phố đình tràng. Tôi xin phép được thay mặt ban tang lễ xin trân trọng kính mời các cụ, các ông, các bà, bạn thân bằng cố hữu gần xa, một toàn thể nhân dân đã có mặt tại đây ngày hôm nay để phút tưởng niệm bắt đầu.
Vâng, chân thành cảm ơn ông Nguyễn Văn Lập thay mặt đại sứ đồng. Và tiếp theo chương trình, thay mặt ban tổ chức lễ tang trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Lâm là con trai của cụ lên cố đồng áp lực trân trọng kính mời. Kính thưa các vị đại biểu đại diện cho đảng ủy ủy ban nhân dân và giao lại, các vị đại diện cho tổ dân phố Bình Đàn và tổ dân phố Xuân Thới phường Văn Trung, mẹ tôi sau một thời gian lâm bệnh đã được mặc con cháu chắc hết lòng hiếu sinh nhưng vì tuổi cao sức yếu, mẹ tôi có quan trọng và đã lựa chọn 7:15 ngày mùng 5 tháng 6 năm 2024, tức ngày 29 tháng 4 năm Giáp Thìn. Tôi đại diện cho gia đình và các con cháu cảm ơn sự có mặt của quý vị và toàn thể các hộ nội tộc, ngoại tộc, bà con lưu xuống cùng với các gia đình thông gia, liên gia và toàn thể quan khách quý vị gần xa đã không quản mưa nắng vất vả những ngày tháng năm rất ác nghiệt đã đến chia buồn động viên và thương viếng cho mẹ tôi chuẩn bị giờ phút tâm trung này. Mẹ tôi sẽ được là hòa táng ở Đài Hóa Dân Thanh Bình và đưa về nghĩa trang quê nhà phường Nam Hạ và tại tổ dân phố Bình Đàn. Sau khi mẹ tôi đã được về để ngồi yên mà đẹp, tôi xin mời các tất cả các quý vị và con cháu nội ngoại gần xa, các vị liên gia đông gia về gia đình chúng tôi để mời nước mời chầu. Cuối cùng tôi thay mặt cho anh chị em chúng tôi cùng các con các cháu, trong lúc tan ra bối rối không thể sánh sai sót và thiếu sót, tôi thay mặt cho toàn thể gia đình xin lời cảm tạ và cảm ơn. Cảm tạ rất là xúc động và ngọt ngào, và thay mặt ban tổ chức sáng tang xin thành cảm ơn lời cảm tạ của ông Nguyễn Văn Lâm đối với ban tổ chức sáng tang và toàn thể cán bộ nhân dân cũng như các thành viên đoàn và bạn bè dân bản cũng như xa hết. Và tiếp theo chương trình, thay mặt ban tổ chức tang đã sắp đến giờ thực hành việc di quan cụ bà Bùi Thị Hái theo sự thống nhất của ban tổ chức lễ tang và gia đình. Vậy đề nghị các con các cháu và lực lượng thanh niên của tổ dân phố chúng ta di chuyển một số con sông ở phía trước. Linh kiếm của bộ chúng ta sẽ di chuyển ra ngoài và kính mời toàn thể cán bộ nhân dân chúng ta ra phía ngoài. Thank you.
Thank you.
sự kiện đàn. Xin trân trọng kính mời toàn thể nhân dân tan quyền cổ đoàn hội định Hương Hiền và phòng tác nghiệp số 2 để làm nguyên tên quyền cùng Bùi Thị Thái. Xin trân trọng kính mời thầy đoàn ban tang lễ. Tôi xin trân trọng giới thiệu chương trình nghi lễ tiễn biệt cùng Bùi Thị Thái, sinh năm 1927, tuổi thọ 98 tuổi, gồm những phần sau. Phần thứ nhất, đại diện đài hóa thân Hoàng Phụng Thanh Bình, xin gửi tới toàn thể thân nhân tăng quyến lời chia buồn. Phần thứ hai, gia đình các quyến cùng các quý vị thương tiễn đi vào quanh linh cứu rồi trở về vị trí ban đầu để giải phốt mạng nghiệp. Kính thưa Vương Hồn cùng Bùi Thị Thái, kính thưa các quý vị đại biểu đại diện cho các cơ quan đoàn thể, kính thưa toàn thể thân nhân tăng quyến cùng các quý vị thương tiễn. Vẫn biết đời vô thường là thế, vẫn biết vòng luân hồi của kiếp trần gian âm dương thế chỗ mà sao linh hiện người thân lại đau lòng thương tiếc. Thương tiếc một bóng cả, thương tiếc một cây đại thụ của gia đình đã không còn trên cõi đời này. Cụ đã đi xa, cụ đã rời xa trần thế, rời xa con cháu để về với tổ tiên. Giờ đây âm dương xa cách ngàn trùng không ngày gặp lại, để lại cho gia quyến và bà con họ Mạc bạn bè thân hữu gần xa nỗi đau thương xiết tận cùng. Đau thương này thật là vô hạn, mất mát này thật là lớn lao. Hôm nay trong không khí ướt đẫm nỗi buồn, kính cẩn nghiêng mình trước linh cữu của cụ, thay mặt cho toàn thể cán bộ công nhân viên đài hóa thân Hoàng Vũ Thanh Bình, công ty cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long, thành phố Nam Định, chúng tôi chân thành bày tỏ niềm tiếc thương, xin được gửi tới toàn thể thân nhân tang quyến lời chia buồn sâu sắc nhất. Trước linh cữu cụ, chúng tôi xin hết lòng cùng gia đình tổ chức phục vụ lễ hòa táng cho cụ được chu đáo trọn vẹn. Mong gia đình tang quyến nén đau thương, chúng ta cùng nguyện cầu cho hương linh cụ tỉnh tọa thiên thu nơi đất Phật. Xin thành kính cầu nguyện Đức Thế Tôn Từ Bi, Đức Phật A Di Đà, Quan Thế Âm Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, các chư Phật Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn và gia hộ để hương linh cụ sớm được siêu sinh tịnh độ về cõi lành thanh tịnh, cõi Tây Phương Cực Lạc. Xin trân trọng kính mời toàn thể thân nhân tăng quyến cùng các quý vị đưa tiền đi vòng quanh đi cứu để tên biệt cụ lần sau cuối. Xin trân trọng kính mời. Giờ phút tiễn biệt đau thương này, xin kính mời toàn thể thân nhân tăng quyến cùng các quý vị đưa tiễn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm
bắt đầu. Phút mặc niệm đã trôi qua, như lên tiên biển phủ mù thị hải, đến đây ta chu viên hoàn tất. Xin đứng biển phủ. Mình mời đại diện gia đình tăng quyền đưa di ảnh văn hương sang ban địa đàn Bồ Tát thắp hương cho phủ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cháu đến tất cả đây rồi đấy ạ. Đấy con cháu cụ hết. Bà dung ơi cụ kia rồi. Thank you.
đang cười kia đấy. Cụ ạ, cụ mừng lắm, cụ lại được nhà mới đẹp rồi. Cụ về cụ nhận nhà mới đấy ạ. Hôm nay ít cho nên là cụ được nhanh, rất là nhanh luôn. Cốt cụ đẹp quá, cốt cụ đẹp, xương cụ rất là đẹp luôn. Cụ mà nếu để cải táng cổ truyền ấy và sau này bốc là cực đẹp luôn, vàng óng luôn. Thì cụ tuổi đấy. Làm cẩn thận này cho cụ yên tâm. Chắc chắn là vĩnh viễn mà ngôi nhà vĩnh hằng của cụ đấy. Cụ đang cười đấy. Ông Quảng ơi, ông biết cụ đang cười. Cụ đang hài lòng ấy. Hoa nhà khô thơm. Nhà cũng không bị chật chội hay to. Cũng ở nhà to quen rồi. Vâng, này, này chịu với thời ở nhà đây. Vâng ạ. Nên là ông Lâm quyết luôn, quyết mạnh đấy, ông Lâm cứ thích cái vé. Tính cụ cái gì thích đẹp chết. Vâng. Bà áo này là áo cụ vẫn mặc đây không? Vẫn mặc đấy. Mặc ạ. Không cái ai đang chăm này nó không phải nó khổ. Về sau ai mà thọ được như cụ sướng không nhỉ? Khổ lắm. Cụ là gọi là cây đại thụ rồi. May có thằng cháu trưởng. Vâng. Cái này
không? Xe đâu? Xe nào? Đấy, đúng chân cụ đi đấy. Đấy. Con về cháu mẹ nha. Mẹ ơi, mẹ về anh chị em đi thôi. Mời mẹ mua chị hai. Mở cửa đi. Xin trân trọng kính mời toàn thể thân nhân tăng quyến cổ đoàn quân định Hương Điền và phòng tác nghiệp số 2 để làm quyết định tên quyền cụ Bùi Thị Thái. Xin trân trọng kính mời thầy đoàn ban tăng lễ. Tôi xin trân trọng giới thiệu chương trình quyết định tên quyền cụ Bùi Thị Thái, sinh năm 1927, tuổi thọ 98 tuổi, gồm những phần sau. Phần thứ nhất, đại diện đài hóa thân Hoàng Phụng Thanh Bình xin gửi tới toàn thể thân nhân tăng quyến lời chia buồn. Phần thứ hai, gia đình tăng quyến cổ các quý vị thương tiễn đi vòng quanh linh cữu rồi trở về vị trí ban đầu để giải phốt mạng nghiệp. Kính thưa vương hồn cụ Bùi Thị Thái, kính thưa các quý vị đại biểu đại diện cho các cơ quan đoàn thể, kính thưa toàn thể thân nhân tăng quyến cổ các quý vị thương tiễn. Vẫn biết đời vô thường là thế, vẫn biết vòng luân hồi của kiếp trần gian âm dương thế chỗ, mà sao linh hiện người thân lại đau lòng thương tiếc. Thương tiếc một bóng cả, thương tiếc một cái đại thụ của gia đình đã không còn trên cõi đời này. Cụ đã đi xa, cụ đã rời xa trần thế, rời xa con cháu để về với tổ tiên. Giờ đây âm dương xa cách ngàn trùng không ngày gặp lại, để lại cho gia quyến và bà con họ mạc bằng bè thân hữu gần xa nỗi đau thương xiết tận cùng. Đau thương này thật là vô hạn, mất mát này thật là lớn lao. Hôm nay trong không khí ướt đẫm nỗi buồn, kính cẩn nghiêng mình trước linh cữu của cụ, thay mặt cho toàn thể cán bộ công nhân viên đài hóa thân Hoàng Phụng Thanh Bình,
công ty cổ phần dịch vụ tăng lễ Hoàng Long, thành phố Nam Định. Chúng tôi chân thành bày tỏ niềm tiếc thương, xin được gửi tới toàn thể thân nhân tăng quyến lời chia buồn sâu sắc nhất. Trương Linh Cứu Cụ, chúng tôi xin hết lòng cùng gia đình tổ chức phục vụ lễ hoàn táng cho cụ được chu đáo, trọn vẹn. Mong gia đình tăng quyến nén đau thương. Chúng ta cùng nguyện cầu cho hương linh cụ tỉnh tọa thiên thu nơi đất Phật. Xin thành kính cầu nguyện Đức Thế Tôn Từ Bi, Đức Phật A Di Đà, Quan Thế Âm Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, các chư Phật Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn và gia hộ để hương linh cụ sớm được siêu sinh tịnh độ về cõi lành thanh tịnh của Tây Phương Cực Lạc. Xin trân trọng kính mời toàn thể thân nhân tăng quyến cùng các quý vị đưa tiễn đi vòng quanh linh cứu để tên biệt cụ lần sau cuối. Xin trân trọng kính mời. Phút tiền điểm đau thương này, xin kính mời toàn thể tất nhân tăng quyến cùng các quý vị đưa tiền dành phút mặt đẹp. Phút mặt đẹp bắt đầu. Phút bằng điểm đã trôi qua, như lên tiên biển phủ Bùi Thị Thái, đến đây đã chu viên hoàn tất. Xin đứng biển phủ. Mình mời đại diện gia đình tăng quyến cư di ảnh bát hương Sa Môn Địa Tạng Bồ Tát thắp hương cho phủ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sám cầu siêu cúng mẹ, mẹ ơi con rất đau lòng, nhớ thương từ mẫu bế bồng nuôi con.
công lao khó nhọc mỏi mòn tanh hôi giặt rửa vì con ốm gầy. Con đau mẹ chạy thuốc thầy dãi vang chùa miếu đủ đầy cầu xin. Than ôi cốt nhục thâm tình biết sao trả đặng mẹ mình dày công. Bây giờ nhìn cảnh đau lòng mẹ đã về chốn non bồng xa chơi. Bỏ con lặng hợp biển khơi sống trong khổ não lụy rơi chan hoàng. Biết đâu tìm kiếm mẹ già nhìn lên hương án trong nhà quạnh hiu. Cháu con thơ dại chết chiêu như gà mất mẹ chạy kêu lạc đàn. Lòng con thương nhớ thở than cơm dưng ba bát dây vang mẹ về. Cố bàn dọn cúng ê chề nhìn sao chẳng thấy mẹ về uống ăn. Mẹ về vàng cánh chỉ hằng chúng con cúng dỗ làm văn tế rồi. Nhắc thôi đau khổ ngậm ngùi nhớ thương từ mẫu sụp sùi lễ xa. Thành tâm thiết lễ trai gia một lòng cầu Phật Di Đà độ vong. Nguyện cầu địa tạng thương lòng cứu độ hồn mẹ thoát dòng oan khiên. Cầu ngài tôn giả mục liên ban cho diệu pháp Phật truyền lục thông. Xin ngài thương xót gắn công cứu độ phụ mẫu tổ tông thoát nạn. Khỏi nơi địa ngục khóc than về nơi cực lạc sen vàng điểm tên. Nguyện cầu phụ mẫu sớm lên liền qua cửu phẩm nếu tên đợi đời. Ở nơi cực lạc vui chơi hổ trì tán quyến thanh thơi an nhàn. Nam mô tịnh độ lạc ban độ dông hồn mẹ Tây Phương mau về. Sam bao hiếu mẫu thân, bao ân nghĩa trọng vô biên quyên đường nay đã huỳnh tuyền xa chơi. Dương trần con chịu mồ côi 24 thảo chưa bồi dưỡng sinh. Nhớ câu đất rộng trời dài sông sâu bể thấm non đài cách xa. Mẹ hiền khuất giảng trong nhà bỏ con thơ dại giàu ra một mình. Đau lòng vì nỗi tử sanh nhớ thương từ mẫu dứt tình biệt ly. Cháu con sầu thảm ai bi ra vào chẳng thấy dung nghi hàng ngày trời cao đất thẳm có hay.
Mẹ con xa cách càng cay càng phiền, con còn vui sống triền miên. Mất mẹ gan ruột đau điên muôn phần, than ôi từ mẫu thâm ân. Biết đâu tìm kiếm phân dân đêm ngày, nhớ ơn cúc dục cao dài. Bây giờ chỉ thấy linh đài lạnh tanh, sớm khuya lặng lẽ một mình vắng sao quạnh trước bóng hình mẫu thân. Dưỡng sanh non biển sanh bằng cứu mang, mười tháng giả hằng lo âu. Nhiều khi am tử khấn cầu cho con mạnh khỏe, ngại sao nói dòng. Khi con vừa mới lót lòng ba năm, bu mồm ẩm bồng trên tay. Mẹ cha vất vả đêm ngày trông con mau lớn chẳng nài công lao. Nhất là những lúc ốm đau mẹ cha khổ cực không sao nghĩ bàn. Thuốc than luôn chịu cơ hàng, thấy con mạnh khỏe hân hoan vui mừng. Khuyên con ăn ở có chừng nào, là trai gái giữ thuần nết na. Dạy con khắp hết việc nhà, mẫu từ tử hiếu thuận hòa nên danh. Bây giờ nhìn nấm mồ xanh, mồ đầy cỏ mọc chung quanh bịch bùng. Về nhà thấy dạng chân dung, đèn hương khói tỏa nhớ cùng mẫu thân. Nhớ mẹ đau khổ muôn phần, tìm đâu gặp đặng mẫu thân dễ dàng. Lòng con thương nhớ thở than, cơm dưng ba bát dây gian, mẹ về làm sao trả thao báo ân. Đôi hàng châu lụy tuôn dòng thở than, đêm thâu giấc mộng mơ màng. Giật mình tỉnh giấc bàn hoàng năm canh, mẹ đã về chốn Diêm Thành. Bỏ con dương thế cam đành xót xa, ruột đau từ đoạn thiết tha, nhớ thương từ mẫu lệ xa không cầm. Năm canh con trẻ đang nằm áo khô, nước mắt ướt dầm như mưa. Hồn về chinh suối xa đưa, Diêm là quỷ sứ ngưu lừa gốm ghê. Suối vàng cũng gọi là quê, ai ai không khỏi đỏ về khổ thân. Làm con bao hiếu chuyên cần, nguyện cầu Phật tổ oai thần cứu ra. Ngày nay thiết lễ trai gia, lòng thành cầu Phật Di Đà chứng minh. Quan Âm thế chỉ đồng thinh đức, ngài Địa Tạng độ hình mẫu thân.
Hà Sa chư Phật Long Thần Phong Quang tiếp dẫn mẫu thân thượng trình. Hương hồn về chốn Phật đình sen vàng chính phẩm hóa hình ngồi trong. Ngồi trên phẩm bao hư không nương theo chân Phật thông giống lạc thành. Mẹ đã về cõi vô sanh tội tiêu nghiệp dứt qua lành muôn năm. Lại cầu chư Phật từ tâm Di Đà thọ ký hồn âm trọn lành. Nguyện hồn về chốn lạc thành chứng ngôi bất thối vô sanh đời đời cầu cho hồn đẳng thanh thơi. Hộ trì tán quyến đến nơi đạo tràng tụng kinh lễ Phật cầu an. Phát tâm tu niệm lạc ban mau về. Ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán tự tài. Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ quần giai không. Độ nhất thiết khổ ách xa lợi tự sắc bất dị không. Không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Xa lợi tự thị chư pháp không tương bất sanh bất diệt, bất câu bất tình bất tăng bất giảm thì cố không trung vô sắc vô thọ tưởng hành thức vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý vô sắc thinh hương vị xúc pháp vô nhãn giới. Nại chỉ vô ý thức giới vô vô minh diệt. Vô vô minh tận nại chỉ vô lão tử diệt. Vô lão tử tận vô khổ tập diệt đạo vô trí diệt vô đắc. Vì vô sở đắc cố bồ đề tát đọa ý bát nhã ba la mật đa cô tâm vô quái ngại. Vô quái ngại cố vô hữu khủng bố viện ly điên đạo mộng tưởng cứu canh niết bàn. Tam thể chư Phật y bát nhã ba la mật đa cô đắc a nậu đà la tam miểu tam bồ đề. Cô tri bát nhã ba la mật đa thị đại thần chú thị đại minh chú. Thị vô thượng chú thị vô đẳng đẳng chú năng trừ nhất thiết khổ chân thiệt bất hư. Cô thuyết bát nhã ba la mật đa chú tức thuyết chú viết. Yết đê yết đê ba la yết. Đệ ba la tăng yết đệ bồ đề tát bà ha. Yết đệ yết đệ ba la yết đệ ba la tăng yết đệ bồ đề tát
bà ha. Yết đây yết đây bà la yết để bà la tăng yết đây bồ đề tát bà ha. Cuộc hồng trần xoay dần quá ngán, kiếp phù sanh tựu tan mây lâm hồi. Người đời có biết chăng ngôi, thân người tuy có rồi hoàng không. Chim bao khéo khuấy lạ lòng mơ màng trong một giấc nồng mà chi, làm cho buồn bã thế ni hôm qua còn đó bữa nay mất rồi. Khi nào đứng đứng ngồi ngồi bây giờ thiêm thiếp như chồi cây khô, khi nào du lịch giang hồ bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài. Khi nào lượt dắt trăm cài bây giờ gửi xác ra ngoài gò quan. Khi nào trao ngọc chuốt vàng bây giờ một nắm xương tàn lạnh tanh. Khi nào mất đẹp mày thanh bây giờ thấy dáng thấy hình là đâu. Khi nào lên gác xuống lầu bây giờ một nắm cỏ sầu xanh xanh. Khi nào liệt liệt quanh quanh bây giờ một trận tan tành gió mưa. Khi nào ngựa lọc xe lừa bây giờ mấy rước trăng đưa mơ màng. Khi nào ra trướng dạo màng bây giờ nhà cửa xóm làng cách xa. Khi nào mẹ mẹ cha cha bây giờ bóng núi khuất xa muôn trùng. Khi nào vợ vợ chồng chồng bây giờ trăng khuyết còn mong chi tròn. Khi nào cháu cháu con bây giờ hai ngã nước non xa vời. Khi nào cốt nhục vẹn mười bây giờ la hiểu nhành tươi vui gì. Khi nào bán hữu sum vầy bây giờ chén rượu cuộc kỳ vắng thiêu. Cái thân như tất bóng chiều như chùm bọt nước phập phiêu ngoài khơi. Xưa ông Bành Tổ sống đời 800 tuổi thọ nay thời còn đâu. Sáng mà đến bậc công hầu giàu mà đến bậc bấy lâu thạch sùng. Nghèo mà đôi khát lạnh lùng khổ mà tóc cháy gia phòng trần ai. Phù du sớm tối một mai giàu sang cũng thác xác xài cũng vong. Thông minh tài trí anh hùng ngu si dại dốt cũng chung một gò. Biển trận nhiều nỗi gai go, mau mau nhẹ gót qua đò sông mê. Sự đời nên chán nên chê, tầm nơi giải thoát mà về mới khôn. Vong hồn ơi hỡi vong hồn, cuộc đời nay biển mai còn tỉnh chưa. Tỉnh rồi một giấc
say sưa sẽ xin niệm Phật mà đưa hồn về. Hồn về cực lạc nước kia, cho xa hàng quỷ mà lìa kiếp ma. Nhờ ơn Đức Phật Di Đà phóng ra một ngọn chói lòa hào quang. Trong khi tiếp dẫn rõ ràng dắt hồn ra khỏi sáu đàn nghiệp nhân. Quan Âm Bồ Tát vui mừng tay cầm nhành liễu tay bưng kim đài. Với cùng thế chi các ngài cũng đều khuyến thỉnh lên ngai sen vàng. Có bào cái có tràng phan, có mùi hương lạ, có đàn ngọc xây. Có trời cát cõi truy tùy, có đàn có trống rước đi một đường. Rước về đến cảnh Tây Phương, có ao thất bảo, có hương ngũ phần. Lưu ly có đất sáng ngần, mạ ni có nước trong thần chảy quanh. Thất trận có bãi lốt thành, bãi hàng cây bao hoa, bãi dành lưỡi châu. Có ngân cát có kim lầu, có chim nói pháp nhiễm màu dễ nghe. Nghe rồi tỏ đạo Bồ Đề, bao nhiêu nghiệp chướng hồn mê dứt liền. Đã sanh về chính phẩm sen, mấy tay cũng sậy, mấy duyên cũng tròn. Phật như thể mẹ tìm con. Con mà gặp mẹ lấy còn lo chi, lầu vàng đài bao thiếu gì. Ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu. Không ơn, không oán, không sầu, không già, không chết, có đâu luân hồi. Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ, trung cửu phẩm liên hoa vi phủ màu. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát bi bản lự. Nguyện dĩ thử công đức phổ cập, nhất thiết ngã đặng giữ chúng sanh, giai công thành Phật đạo. Từ quý Phật đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo phát vô thượng tâm. Từ quý Pháp mà đường nguyện chúng sanh, thâm nhập kinh tạng trí huệ như hài. Tự quy tăng đường nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại.